Lời tiên cho phép Quỳnh Ngân xin gửi lời biết ơn tới tất cả các quý khách hàng đã tin tưởng về sản phẩm của Dr. Mittat. Và trong video này, Ân muốn chia sẻ với tất cả các anh chị em bị mụn về hoạt chất đó là PPO, benzo, peroxide. Thì đây là một trong những hoạt chất tốt nhất mà ở đường bôi mà chúng ta biết để điều trị về mụn viêm. Bởi vì sao Ân đánh giá nó là giống như một chiến thần được coi là tốt nhất? Bởi vì chúng ta biết được rằng trong điều trị mụn trứng cá thì nhất là thể loại mụn viêm thì thường chúng ta sẽ sử dụng hai hoạt chất, một là kháng sinh, đúng không ạ? Thứ hai là PPO, đó là hai hoạt chất chúng ta dùng nhiều nhất. Bởi vì cái kháng sinh thì các bạn biết được rằng là nó có tính chất bị kháng thuốc khi chúng ta sử dụng lâu dài. Còn PPO chưa ghi nhận bất kể trường hợp nào kháng thuốc trên toàn thế giới, bởi vì cơ chế của nó rất là đặc biệt. Các bạn biết được rằng cái vi khuẩn gây mụn trứng cá đó là C. agnes. Thì vi khuẩn này thì thích sống ở môi trường không có không khí. Tức các bạn tưởng tượng là gì ạ? Khi nó bị tắc, nó bị bít tắc ở đây thì môi trường trong này nó không có không khí, thì đó là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn nó phát triển. Và việc chúng ta sử dụng BPO để bôi lên thì nó sẽ giải phóng ra oxy. Các bạn thấy BPO đúng không ạ? Từ O cuối cùng là oxy đúng không ạ? Thì nó sẽ giải phóng ra oxy vào bên trong, và lúc đó nó làm thay đổi môi trường sống của vi khuẩn, đúng không? Thì lúc đó gì ạ? Giống như việc con cá đang sống ở nước, chúng ta cầm, chúng ta vứt nó lên bờ thì chắc chắn là nó sẽ chết. Và khi cái cơ chế nó đặc biệt như vậy cho nên hiệu quả điều trị mụn viêm của nó rất cao, và nó không ghi nhận bất kể trường hợp nào kháng thuốc trong điều trị mụn trứng cá. Cho nên lời khuyên của Ân đó là gì ạ? Nếu chúng ta có mụn viêm thì chúng ta hãy bôi BPO. Và bôi BPO thì khi kết hợp với kháng sinh mụn thì nó sẽ mang lại cái hiệu quả điều trị cực nhanh và hạn chế tối đa trường hợp kháng thuốc do sử dụng cái kháng sinh được bôi.